Chắc không ra chứ. Đi nữa. Đọc giống rồi, cái đọc làm gì phải. Tình yêu vụt sáng. Châu Tuấn. Mai cày gì đây? Mai này đi học chưa? Tình yêu vụt sáng. Nhưng mà không biết đang tính cho nó ở nhà thêm ngày nữa coi xem sao. Tại vì trong lớp nó có thằng nó bị Covid đó. Tình yêu vụt sáng. Từ rồi tuần trước cũng bị cũng nghỉ rồi. Châu Tuấn, Minh Thông. Chết hết hai mũi rồi. Nhá. Nhưng mà bà chị đi tận như vậy nó lông đông đó là có một khí. Xét, à, nó có một khí. Xong rồi cái rồi nhiều khi họ cứ nói là các em phải làm cái thẻ để mà chích người của nó lên trên trường đó là phải prove cho nó biết là nó ấy không thôi nó đuổi về. Nhưng mà nó bà giáo bà nói là trong lớp cũng sạch sẽ lắm nhưng mà nhiều khi mình cũng phải nghiêm túc. Nó có chịu đeo mé không? Đeo chứ bắt buộc phải đeo. Vô trong đó là bắt buộc phải đeo. Phi cái gì thiên kinh ốc du bảo hân tú quỳnh không mình cứ gọi vô nó là bây giờ ta chưa có feel good để ta Trần trở lại Hà. Tại vì nó có quyền những mình có quyền khúc ấy mà nó gọi nhà trường chiến. Nó gọi về cho em mà như em nếu mà mình muốn trở lại không trở lại dạ mình muốn mình nếu mà mình không Super cho star, mình cho nó vào thì mình cho còn không là Hấp Hèn Vân Quỳnh còn cái thằng mà nó bị nó vẫn còn là thẻ nhé như không giữa phải tuần sau còn ba tuần hồi xưa là hai tuần rồi là ba tuần Kevin Nguyễn em biết nữa có nhiều đứa đâu chích buồn như ơi chàng đứa nào mà không chích là nó phải test một tuần nó phải test một lần buồn ơi chàng đi biết một ngày mà nó không cho mình biết là ai bị ở nếu thế nói là một đứa có một đứa vậy thôi chứ cái luật của nó là không cho ai biết quan trọng cái quan hệ si em bảo chứ trong lớp nó có chín đứa lớp nó có chín đứa lý do tại sao mà người Việt Nam như người ta không muốn nói như tụi nên không Trung Nghĩa hồi xưa bị ông đâu nói không bị nhiều người Việt Nam muốn nói kéo dài quê hương tại vì người ta hay sợ bị đổ tội đó tại hạn như ai bị cái nào mà tại khóc vì bị cả người ta hay là gì đó người ta không muốn nói khổ đỉnh giáo hú đoàn phi lớp nó có chín đứa thì cũng ít lớp lên tuần là ba chục đứa sao đó, có chín đứa, xong rồi đêm nay, đứa thì có vẫn đi học, Phương, có đứa thì ở Uyên. Nhà, nhưng mà tuần vừa rồi là hoa nắng, hình như là sân đi luôn, như là nghỉ. Mai Tiến Dũng, có mấy đứa thì đã tại vì bố mẹ đi làm, DVD, thì vẫn phải music, video, karaoke. Đứa ở lớp đi tuần có một đứa bị, lúc mà nó mới học có một đứa bị, mà lúc đó nó không nói là đứa nào hết, nhưng mà mấy đứa mấy đứa nó nói là nó biết là đứa nào tại vì nó nghỉ mấy tuần nó biết là đứa nào DVD music video The Best of Quang Lê in Harry Banner karaoke 27 Lam Phương nó bị cái nó lây qua mà anh chết chắc anh cho nó về nó thì nó đi học nó biết học cái gì The Best of Hoài Linh In Paris by now. Học bài ta 3 tuần nữa là cũng nhỉ rồi. Tuổi học 3 tuần nữa nhỉ. Hoài Linh. Hoài Linh. Nay live show 2 tuần. Những tên cướp biển. Christmas gia đình nhà bà kia rủ đi Las Vegas. Hai thiên vân thương ngoài ngàn năm con kia nó được nghỉ cả tới Tết luôn hả? Mẹ nó sinh năm bao nhiêu biết không? 78 đi đi mai thôi em 5 tuổi Trương Hoài ngàn năm còn bố nó Mai thì Quốc là hơn mẹ nó 8 tuổi thì bội nó bạc. Hơn quyền tuổi giống như là một người nhau chơi vui lắm đi hợp với nhau trời nói là mẹ nó có vợ sinh năm 78 nha trẻ dễ sợ bằng nha đã phát hành 40 Đồng Kiều Minh Tiết 45 à? Một nó
một lần đâu đến một đâu. Lần gì lần xin có nhau chưa tới nữa cái kinh Bồ Tát từ nó là bốn mấy nó sinh năm 78 á. Bếp như Quỳnh hoa tím người xưa trẻ ghê thương, bóng ô môi chị Lam tại sao hơn những tình khúc vượt thời gian đời đã mẹ nó 78 tuổi sinh năm 78 còn bố nó 50 một mai em xa sinh năm 70 chuyện đọc Nguyễn Ngọc Mạ nghề tay trái chứ xuống nó đi suốt người hương tuổi thơ tôi hot hit 41 bên em lãi thuộc về anh em đi quá sắp phát hành mãi tình em mãi tiến dũng bây giờ nó đang còn đưa con mình đi này nó đưa con mình đi mấy ngày quay rồi nó đi đâu rồi đi San Francisco đi con nó đưa duy nhà em đi mấy ngày nó cứ về là thằng này không nhìn mặt mũi nó đâu mà nó ở nhà thì nó nhìn thấy mặt mũi nó mà con này nó về đây cái là con không biết chờ con biết nhìn mặt nó mũi đâu mà cháu nội về gọi về con đang ở đâu hôm nay lên chơi nên chung kết trao giải Mỹ An con nói tên Mỹ An Mỹ Anh Quang Lê hát trên quê hương kịch sống nói tiếng Việt giỏi anh có để ý hôm bữa mình làm dấu nó cũng làm dấu theo nhưng mà thật sự nó đâu có đẹo đâu nhưng mà nó thấy mình làm dấu thì cũng làm dấu theo là tốt thôi cứ làm theo mà em thấy cái cách hai đứa nó nói chuyện với anh riêng sống tí hồng quê nhà quê người thì nó còn con lít mà nhưng mà con kia nó trưởng thành hơn thằng này cái cách suy nghĩ của nó rồi cái cách năm tùng quang con trai mà bằng tuổi con trai bao giờ nó cũng dài hơn có tuổi à con trai bây giờ nó cũng dài hơn chị gái chị gái 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 thường vì em hay lấy chồng lớn gái thì cũng trưởng thành hơn mà con này nó biết phải phát hành khánh lên nói chung là cái cách của nó trưởng thành hơn dài phép từ cách nói chuyện cho tới Kỳ cách Phương Uyên mà hiểu nói chuyện con trai phải hơn con gái 3-4 tuổi nó mới bằng con gái nó khôn mà con kia nó lăng quá con này nó lăng không biết không có kiểu nói chuyện với nó trên xe nó không hiểu nó nói chuyện bên quyền nói bên quyền nói chuyện nó quan trọng thì nó khôn ngoan thì tốt chứ sao lắm ngoan chứ sao thằng kia còn khờ thằng kia nhưng mà mẹ của con ấy lại thích Duy thì mình lắm thì tại vì nó thấy nó cũng thật thà cũng đàng hoàng ăn học đàng hoàng dân cả chớn đâu nghe nghe xin chào mọi người bye bye chắc nó về nó sẽ bố mẹ nó mà bye everyone lớp gì về đến đây nhiều khi người ta có con gái ta còn lo rồi bài nào thì đó người ta cũng muốn người lớp như bài bài tìm hiểu gia đình nhà mình cũng có thể học ba tháng 12 năm nay có thể nhiều xin nhiều chuyện nó chỉ là mới bắt đầu thôi kết mà các đại lý bán đi chơi thì ta tin tưởng gần nhất có đỡ lo cái gia đình biết rồi ta đỡ lo là đó tấm cái dân nó quen với không gia đình nó như thế nào, ai xin chào đón sao, rồi Kiều và Trần Thanh. Còn gia đình nó như thế nào, lại khác kiểu vậy vậy. Giống như mình quen, mình cho nó chơi với con này, mình cũng thấy nó cũng biết lo rồi biết học ăn học này kia cái. Chứ còn nó chơi với đứa nào mà nó ham vui, ham vui để ham chơi rồi, nó bị ảnh hưởng con mình sao?
giờ nó còn trẻ mà. Ngày hôm nay biết ngày hôm nay chẳng biết đâu mà làm. Nhiều khi tụi nó ra trường rồi, ra đi lè rồi, nhiều khi gặp người khác sao không biết đâu rồi. Thì cái chuyện đó là duyên số thôi, nó biết được. Nhưng mà bây giờ thấy nhiều người, người ta quen với lại người nước ngoài nhiều á, mà kể ra cái anh kia có con gái quen người Mỹ, rồi có hai chồng anh kia con gái quen với là người Nhật. Xong tại vì kể ra tại vì nguyên group của em nó chơi toàn là có con lớn bằng nó học cùng cùng trường với Duy mà, nó biết Duy mà. Xong cái hỏi hỏi là đứa nào cũng có bạn trai bạn gái nước ngoài hết á. Người hỏi con mình nó nói quen Việt Nam, ai cũng mừng, ai mừng cho mình. 16 Ethan. Okay, nước người nước nào cũng vậy. Anti Kevin Lee Studio. Quan trọng là mình dễ nói chuyện hơn, dễ dàng. Magazine. Nhưng mà bây giờ thật sự ra hả? Bây giờ cái chuyện con cái nó quen ai mình chẳng biết đâu. Thôi thì đó, tùy cần trôi được. Sao mình kiểm soát được chuyện đó? Ngày đẹp trời nó mang thằng bí đen hay con bí đen về chim rồi chứ sao? Thì nó là. Nhưng in Toronto. Nó tiêu riêng đem tiết chị Huy Kim Photo Rap Nancy Lee Design Lee Pai Salon gia đình này có 13 người thì không biết Ừ. Ừ. Muốn đọc nữa mệt quá. Ừ. Muốn nhìn thấy mà. David, go close the door. Listen, the dog food is going out. Listen, Christmas wave. Lights. Bye. Christmas yes. Lights. Yes. Go get the dog inside. Stand here. This is. Hey, bye. Okay. You guys have a good time? How many are you around? It's a bowling. Listen, look. And then the arcade? Yeah. Did you pay? Yeah. The bowling? How much was it?
Rồi nào vào đi. Hãy xem vô. Thank you.